cha ra đi, đàn con thương tiếc bên cha ngậm ngùi. Tìm về nơi an vui bên Thiên Chúa cha hạnh phúc rồi. Còn đàn con bơ vơ nơi dương thế, con nhờ cậy cha ơi. Cha đã ra đi khuất bóng bên kia rồi, nơi Thiên Chúa cha có biết con thật buồn tênh. Hằng ngày dâng lên cha nén hương trên bàn thờ, để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên mọi người. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Cha chỉ đến, như Cha thực hiện sứ đức cũng như trên trời. Tới tin kính có lời cảm tạ. Vâng, ban tổ chức xin kính mời cha chánh sứ giáo sứ Bốn Sơn lên thắp hương và thêm lời cầu nguyện cho linh hồn cụ. Xin trân trọng kính mời. Và gia đình xin hết lòng cảm tạ và tri ân cha. Xin mời cha về phòng khách xây nước. Gia đình rất hân hạnh được đón tiếp. Ngày này cũng đã tới giờ để ban tổ chức lễ tang của thôn Nam Trại đã tổ chức lễ an táng phần giáo hội trong buổi sáng ngày hôm nay được đảm bảo thời gian. Và giờ này ban tổ chức xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý khách, quý bác ngành đoàn hội và toàn thể nhân dân hãy ổn định vị trí chỗ ngồi để sắp xếp chương trình lễ an táng phần giáo hội buổi sáng ngày hôm nay cho linh hồn cụ buổi sáng. Lớn tuổi mà cũng đã có thời gian đau yếu, nhưng mà sự ra đi của cụ
là một cái điều mà ai trong chúng ta cũng buồn thương tiếc nhớ, bởi vì sự ra đi này, một sự ra đi mãi mãi, chúng ta chờ đợi ngày sống lại. Nhưng trong niềm tin của Chúa Giêsu phục sinh thì như Thánh Phanxicô nói, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Bởi khi cụ đau yếu bệnh tật già cả thì cụ cần nghỉ ngơi và cần được về với Chúa sau những ngày tháng ở trần gian này để được hạnh phúc muôn đời với Chúa. Và hôm nay gia đình giáo xứ Trần Quý, nơi người con rể của cụ là ông Tránh Tín đang phục vụ, và hôm nay đại diện cho gia đình giáo xứ và con cha xứ cũng như là quý gì ban đầu mục vụ tới để thành kính phân ưu cầu nguyện xin Chúa, nếu như cụ còn thiếu sót cách nào thì nhờ công nghiệp của Chúa thì ban cho cụ được ơn thánh hóa để được cụ được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Và chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa ban ơn bình an thêm sức cho cụ bà cũng như là cho những người con người cháu của chúng ta vâng theo thánh ý Chúa và đón nhận sự ra đi của cụ như là một hy lễ để cụ sớm được hưởng thánh nhan Chúa. Ở đây chúng ta cùng cầu nguyện cho cụ. Thiên Linh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi, nào ai tôi được? Bởi Chúa ăn có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán ngươi, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con thấy vì lời ngươi thì đã trông cậy Chúa, làm dân đứng Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha mọi tội lỗi kẻ làm dân người thấy thầy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù và được nghỉ yên an. Vâng. Giờ thắp hương và cầu nguyện của quý cha cũng như quý ban hội đồng phục vụ của giáo xứ Thuận Quý đã được hoàn tất. Anh người con ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đình những có đôi lời cảm tạ. Trong kính cha giáo xứ Thuận Quý, kính thưa quý thầy, kính thưa ban hội đồng phục vụ giáo xứ Thuận Quý nơi quê hương, thứ tôi cũng là người con của gia đình người bố con đây. Trong nơi gia đình chúng con như là hồng phúc, nơi cha giáo xứ Thuận Quý những cái gì, thứ ba người đồng hồ nghe thấy tin bố con được Chúa mời gọi về chiều Chúa, trong niềm vui sự mắt của gia đình, hôm nay tôi hiện diện của cha của gì cũng như ba người đồng hồ về gia đình của những đứa con. Để hợp lời cầu nguyện cho nên Chúa cho linh hồn bố con để an ủi mẹ con và anh em gia đình đang với chúng con. Thân con xin đại diện cho mẹ con, các anh em trong gia đình chúng con xin cảm ơn cha, cảm ơn thầy, cảm ơn quý bạn cầu nguyện vô gia đình con xin đa lạ, chúng con xin được cảm ơn. Vâng, giờ này là chúng ta tới giờ ban tổ chức lễ tang theo tổ chức thực hiện lễ an táng Phật giáo hội trong linh nhân mộ. Xin mời ban trống của giáo xứ chúng ta sẽ đổi hội trống lúc đôi để rước hoàn toàn tống vào khu vực về trong của gia tăng để sắp xếp chương trình lễ an táng Phật giáo hội trong mộ.
Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hợp tác xã Dịch vụ Kinh doanh, Hội người cao tuổi, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội xã Bắc Hải. Kính thưa quý lãnh đạo, quý ban hội đồng Tân Bình, Phật giáo xứ Nam Thái và liên quý sư họ. Kính thưa quý cụ, quý cố, quý ông bà, quý khách gần xa, quý ân phân dân của gia đình Tam Quyến. Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Lam Vại cũng như liên quý thôn, quý xã, thưa cùng họ tộc. Thời tiết cuối thu và đầu đông đã đến, ngày mà toàn đảng, toàn dân ta đang tích cực chăm sóc và bảo vệ vụ lúa mùa năm 2022, thì tin buồn đưa đến tới dòng họ và cán bộ nhân dân thôn Lam Vại nhận được tin báo buồn đưa đến từ bà quả phụ cùng với anh chị em ông Nguyễn Đức Hấn, có người chồng, người cha, người ông, người cụ kính quý nhất mới qua đời. Cụ trưởng Phê Rô Nguyễn Chi Bộ sinh ngày 1 tháng 1 năm 1939, trên chú quán thôn Lam Vại, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Cụ là tín hữu thuộc giáo khu 1, giáo xứ Nam Thái, giáo phận Thái Bình. Sau khi cụ đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin với trần thế, cụ lâm bệnh nặng. Mặc dù cụ đã được gia đình, anh em, con cháu chăm sóc, bác sĩ tận tình cứu chữa, song vì tuổi cao sức yếu, căn bệnh hiểm nghèo, cụ không qua khỏi. Cụ đã nghe theo tiếng Chúa gọi về với Chúa vào hồi 6:30 ngày 15 tháng 10 năm 2022, tức là ngày 20 tháng 9 năm Nhâm Dần, cụ hưởng thọ 84 tuổi. Sau khi cụ qua đời, ban công tác Mặt trận thôn cùng kết hợp với ban hội đồng phục vụ giáo xứ Nam Thái tổ chức thành lập ban lễ tang để điều hành và thực hiện mọi chương trình trong lễ tang của cụ. Trong 2 ngày qua, ban lễ tang và gia đình đã đón nhận được những tấm lòng của các ban ngành đoàn hội cử đại diện đến gia tăng thắp hương, đặt vào hoa và thêm lời cầu nguyện cho linh hồn cụ thật sốt sáng. Với 84 năm qua, cụ đã sống với đất trời quê hương, với làng, với xóm, với những người thân yêu của cụ, mà nay cụ bỏ lại tất cả để trở về với Thiên Chúa tình thương, nơi mà cụ hằng mong đợi. Thôi cụ ơi, đây cũng là quy luật của loài người mà không ai thấy gọi. Thế kỷ nhân sinh còn tiếc mãi, ngàn thu vĩnh biệt chẳng riêng ai. Chúc cụ muôn thuở dã từ nơi trần thế, đời đời hưởng phúc chốn hồng ân. Kính chúc linh hồn cụ luôn bình an trong Chúa. Tôi thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Lam Vại gửi tới gia đình Tam Quyến lời chia buồn sâu sắc và thành tâm chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này đến với gia đình Tam Quyến. Và giờ đây, trước bàn thờ Chúa trước linh cứu của cụ, để tỏ lòng thương tiếc cụ lần cuối, ban tổ chức lễ tang sẽ lần lượt giới thiệu các đoàn cử đại diện vào thắp hương kính viếng cụ lần cuối của sáng ngày hôm nay. Mở đầu chương trình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt các cán bộ, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các ban ngành đoàn thể nhân dân thôn Lam Vại do Nguyễn Hữu Liễm là trưởng đoàn vào thắp hương kính viếng. Xin trân trọng kính mời đoàn. Trong đoàn này là đoàn đại biểu của hội người cao tuổi thôn Lam Vại chuẩn bị. Được cử hành. Thank you.
để tỏ lòng thương tiếc phụ đến bảy đoàn giảng phút loạn liệt bắt đầu. Thay mặt các ban tổ chức biết ra xin trân trọng cảm ơn đoàn, mời đoàn an toàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức biết ra xin trân trọng giới thiệu và khách mời đoàn đại biểu thay mặt cho chi hội người cao tuổi thôn Lam Trại, Đông Trần, Quốc Thuận đại trưởng đoàn vào đặt vòng hoa và thắp hương kính viếng trân trọng kính mời đoàn phong đoàn đại trưởng đồng hành. Để tỏ lòng thương tiếc phụ đến bảy đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi thay mặt cho ban tổ chức biết ra trân trọng cảm ơn đoàn, mời đoàn an toàn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức biết ra xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho hội cựu quân nhân nghiệp vụ chiến binh thôn Lam Trại vào thắp hương kính viếng trân trọng kính mời đoàn mong đoàn này là lễ viếng được cử hành. Để tỏ lòng thương tiếc phụ kính mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi thay mặt cho ban tổ chức lễ tang xin trân trọng cảm ơn đoàn, mời đoàn an toàn. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho ban hội đồng phục vụ và cộng đoàn và giáo xứ Nam Thái vào thắp hương kính viếng. Sau đoàn này là đoàn đại biểu đại diện cho bốn khu chuẩn bị lễ viếng được cử hành. Để tỏ lòng thương tiếc phụ kính mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Thôi đình lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho cộng đoàn bốn giáo khu vào thắp hương kính viếng xin trân trọng kính mời đoàn. Lễ viếng được cử hành. Để tỏ lòng thương tiếc phụ kính mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu hội thánh Lòng Chúa Thương Xót do Trần Ngọc Quang là trưởng đoàn vào thắp hương kính viếng trân trọng kính mời đoàn trong và hội cầu nguyện chuẩn bị lễ viếng được cử hành.
để tỏ lòng thương tiếc cùng đến mọi đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Rồi những lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho hội Vân Côi, Vui Đoàn Nam Linh, Hội Con Đức Mẹ, Hội Hiền Mẫu, Hội Cầu Nguyện của Giáo Xứ vào thắp hương kính viếng trân trọng kính mời đoàn. Trong lễ viếng được cử hành. Để tỏ lòng thương tiếc vụ, kính mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Tôi thay mặt cho ban tổ chức lễ tang xin trân trọng cảm ơn đoàn, mời đoàn giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho ban hoạt động thanh tâm giới trẻ con trống và hai con tiền của giáo xứ Nam Thái vào thắp hương kinh viếng xin trân trọng kính mời đoàn. Lễ viếng được cử hành. Để tưởng nhớ các linh hồn cụ, kính mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Tôi thay mặt cho các kính mời đoàn đại biểu thay mặt cho dòng họ nội, họ ngoại vào thắp hương tiến viếng trân trọng kính mời đoàn. Để tưởng nhớ đến một thành viên trong dòng họ nay không còn nữa, kính mời đoàn dành phút mặc niệm bắt đầu. Xin viếng các đội bộ vụ buổi sáng ngày hôm nay xin phép được thông qua. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Hữu Lĩnh lên bậc công tác tiểu sử và đọc lời vĩnh biệt xin trân trọng kính mời đọc ngoài ông. Tiểu sử và đọc lời vĩnh biệt cụ trưởng Phêrô Nguyễn Chi Bồ, thành viên hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, hội viên hội người cao tuổi xã Bắc Hải. Kính thưa các quý vị, thay mặt cho hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chấp hành Hội người cao tuổi, Hợp tác xã Nông nghiệp, quý ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội xã Bắc Hải. Kính thưa quý đồng bậc, quý viên chức Hội đồng Hồ Tân Kiều, quý ban ngành đoàn hội giáo xứ Nam Thái và những quý sứ quý họ. Kính thưa quý cụ, quý cố, quý ông bà và anh chị em, họ hàng nội ngoại, quý khách xa gần, quý ân thân nhân và thân bằng quyến thuộc của gia đình tăng quyến. Kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Đất Trại cũng như liên quý thôn, quý xã. Thưa đại gia đình tăng quyến, vào những ngày toàn đảng, toàn dân đang tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa mùa năm 2022 giành thắng lợi, thì tin buồn đưa đến cho cụ bà và anh chị em ông Nguyễn Đức Hấn, có người chồng, người cha, người ông kính quý nhất đã nghe theo tiếng Chúa gọi về với Chúa, là cụ trưởng Phêrô Nguyễn Chi Bồ,
sinh ngày 1 tháng 1 năm 1939, sinh trú quán tại thôn Long Trại, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là tín hữu thuộc giáo khu 1, giáo xứ Nam Thái, giáo phận Thái Bình. Qua một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc thuốc thang cứu chữa, song vì tuổi cao sức yếu, cụ không qua khỏi. Sau khi đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, cụ đã được Chúa gọi về với Ngài vào hồi 6:30 ngày 15 tháng 10 năm 2022, tức là ngày 20 tháng 9 năm Nhâm Dần. Cụ hưởng thọ 84 tuổi. Vâng, nhìn lại chặng đường 84 năm cụ đã đi qua tại nước nhà vì thực dân Pháp đô hộ, đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có gia đình của cụ. Từ ngày cách mạng tháng 8 thành công, nước nhà được độc lập và tự do, cụ được ăn học, lớn lên và trưởng thành. Cụ đã xây dựng gia đình với cụ bà Trần Thị Nhiệm, người cùng thôn. Hai cụ sống với nhau rất hạnh phúc và sinh được 11 người con, 5 con trai, 6 con gái. Các con của cụ đã trưởng thành, xây dựng gia đình. Nay cụ có 5 người con trâu, 5 người con trẻ và 1 người con thiêng liêng, và có 67 cháu, 37 chất nội ngoại. Thời bình sinh, bản thân cụ là một người công dân, là người tín hữu tốt đạo đẹp đời. Đối với xã hội, bản thân cụ và gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, làm ra của cải vật chất để nuôi dạy các con ăn học, khôn lớn và trưởng thành. Cụ là một thành viên ưu tú của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp. Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cụ đã tham gia đội dân quân tự vệ ở địa phương và làm nông nghiệp ở đội sản xuất hay ở thôn. Cụ là tổ trưởng tổ cày bừa nhiều năm và cụ là hội viên hội người cao tuổi xã Bắc Hải. Đối với xã hội, cả cuộc đời của cụ luôn có tinh thần xây dựng và bảo vệ xã hội và đã tham gia đảm nhận nhiều công việc, như từ năm 1990 đến năm 1993 làm trưởng huy đoàn Đa Minh khóa 35, từ năm 1993 đến năm 1997 cụ đảm nhận công việc trông coi nhà Chúa 4 năm, từ năm 1993 đến năm 2003 cụ làm trương kiệu 10 năm, từ năm 2003 đến năm 2007 cụ làm trưởng hội gia trưởng giáo xứ 4 năm. Và như vậy cụ tham gia đảm nhiệm các ban ngành đoàn hội là 21 năm. Ở cương vị nào cụ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tập thể và giáo xứ giao cho, không những là phụ trách các ban ngành đoàn hội, bản thân cụ và gia đình còn hăng hái đóng góp công góp của vào các công trình xây dựng của giáo xứ qua các thời kỳ, và cụ còn động viên khích lệ các con các cháu tham gia vào nhiệm vụ trong ban trùm trưởng phó các ban ngành và đóng góp công góp của xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến về mọi mặt. Đó là những nét phong của đời cụ để cho con cháu noi theo. Đối với họ hàng làng xóm, cụ luôn ăn ở có trước có sau và giữ mối đoàn kết trong gia tộc cũng như xóm làng.
và đều được mọi người quý mến phụ. Đối với gia đình, cụ là người chồng, người bố, người ông, người cụ mẫu mực hiền hòa, lo toan gánh vác mọi công việc. Về tinh thần lẫn vật chất, để cho các con có cơm ăn, áo mặc và được học hành tử tế, lớn lên và trưởng thành. Cụ là một tấm gương sáng để các con, các cháu học tập noi theo. Nay cụ trưởng Phêrô không còn nữa, cụ đã nối gót các bậc tiền nhân để trở về với Thiên Chúa tình thương, đã hứa ban cho cụ một mùa xuân mới trên quê trời, mùa xuân vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho cụ Phêrô. Thật là sinh thời dân hiến tình trọn vẹn, tạ thế xóm làng nghĩa nằm sâu. Trong giờ phút tiễn biệt thiêng liêng này, mọi người chúng tôi còn ở lại xin thành tâm kính chúc linh hồn Phêrô được bình an trong Chúa. Để tỏ lòng thành kính và thương tiếc cụ lần cuối, xin mời tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây hãy đứng lên hướng về bàn thờ Chúa và linh cứu của cụ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ tới người đã quá cố. Mời ban nhạc đang cử nhịp nhạc buồn, phút mặc niệm bắt đầu. Thôi thay mặt ban lễ tang xin trân trọng cảm ơn toàn thể các quý vị. Để đáp lại tình cảm của tất cả các quý vị cũng như quý nhân thân nhân và quý cộng đoàn trong suốt mấy ngày qua đã dành lại cho gia đình tăng quyến, các ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho gia đăng nên có được lời cảm tạ. Trước hết con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã tạo nên loài người, trong đó Chúa đã tạo nên tổ tiên của chúng con. Và tổ tiên đã để lại cho chúng con một người bố, người ông rất đáng kính. Như lời chuyện cầu của mẹ Maria, bỏ thánh Phêrô quan thầy, bố con đã sống 80 năm. Trên dương thế, bố con không để lại cái gì lớn lao. Nhưng đối với dòng tộc, bố con đề lại một giá sản rất lớn, đó là đàn con và lũ cháu. Và hơn thế nữa, bố con đề lại cho chúng con một lòng biết ơn. Mỗi khi chúng con làm gì nhỏ nhỏ, bố con luôn nói lời cảm ơn. Và ngày khi trên giường bệnh mỗi khi chúng con về thăm bố, bố vẫn còn lời cảm ơn. Một lần nữa, chúng con được xin ngàn lần cảm ơn bố. Kính thưa các quý vị đại diện cho hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc hợp tác xã nông nghiệp, hội người cao tuổi xã Bắc Hải, kính thưa ban lãnh đạo thôn Nam Trại, quý ban ngành đoàn thể thôn Nam Trại, kính thưa quý cụ quý cố, quý viên chức hội đồng phục vụ tân kỳ, quý ban ngành đoàn hội, giáo sứ Nam Thái, liên quý sứ họ, kính thưa quý khách xa gần, quý ân thân nhân,
và thân bằng quyến thuộc của gia tăng chúng con. Khi bố không còn trên sân bay, tất cả mọi người đã dành tình cảm đến thăm hỏi, chia sẻ và động viên, và đặc biệt hôm nay bây giờ phút cuối cùng các quý vị chồng đại diện cho hợp tác xã cũng như chồng giáo xứ đã đến đây thắp nén hương tiễn biệt chúng con bố con lần cuối và làm nghi thức tiễn biệt rất nghiêm trang và sâu sắc lắm. Con xin phép được đại diện cho mẹ con cũng như anh em toàn thể gia đình xin hết lòng cảm tạ tất cả các quý chức trong hợp tác xã cũng như trong xứ. Một lần nữa chúng con xin được bái tạ. Con xin mời bác đại diện cho gia tộc xin lên. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, đại diện các ban ngành, đoàn thể của giáo xứ Nam Thái, để báo hiếu cho chú con lần cuối, con xin phép cho con cháu được đưa chú con ra nơi thánh đường để dâng lễ cầu nguyện cho chú con. Vậy con xin phép được cho con. Con xin cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn Nam Tài cũng như lễ quý thôn quý xã, chương trình buổi lễ an táng phần xã hội thôn Đình Hồng Phụ buổi sáng ngày hôm nay đã được hoàn tất. Thay mặt cho ban tổ chức lễ tang và gia đình, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quý vị, quý ban ngành toàn hội trong cũng như ngoài xã đã dành những thời gian để đến tổ chức dựng lễ an táng phần xã hội của cụ buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức và gia đình xin trân trọng cảm ơn. Và thể theo nguyện vọng của gia đình muốn báo hiếu cụ lần cuối là xin được di thi hài cụ ra nơi thánh đường. Với các tổ chức xin kính mời một vị các vị đại diện cho ông gia tộc sẽ chỉ huy cho con cháu xếp thành hai hàng để di thi hài cùng ra nơi thánh đường được trang nghiêm. Và các tổ chức cũng xin được lưu ý với tất cả. Thank you.
sâu đường đời. Ngày sau con bước không còn có cha, khi trời nắng mưa còn nhớ năm tháng êm đềm bên con, cha thương vô bề dịu dàng dạy con vui sống mến Chúa yêu người. Con nhớ đừng quên cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai trang thêm màu ngày. Ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, này cha ta đi về trời. Đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cha còn ở đây với con từng ngày.